Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em giải sắp bài tập toán lớp 6, bài số 5 sách chương trời sáng tạo nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, giúp các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ bài số 5 mình sẽ làm bài tập của bài thứ tự thực hiện những các phép tính. Giờ trước hết mình sẽ ôn lại những kiến thức cần nhớ nhé. Như vậy là khi thực hiện các phép tính cho một biểu thức, đối với biểu thức không có dấu ngoặc, nếu mà chỉ có phép cộng phép trừ hoặc là chỉ có phép nhân phép chia thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải, đúng không? Có nghĩa là trong biểu thức đó mình thấy chỉ có phép cộng trừ hoặc nhân chia thì mình cứ thực hiện từ trái qua phải là được. Nếu mà có các phép tính cộng trừ nhân chia và năng lý thừa luôn á thì ta sẽ thực hiện năng lý thừa trước nha, rồi nhân chia và cuối cùng mới là cộng trừ, đúng không? Như vậy là trong biểu thức đó mình thấy là vừa có cộng trừ, vừa có nhân chia, vừa có năng lý thừa thì mình nhớ là lý thừa trước, nhân chia giờ cuối cùng mới là cộng trừ. Còn đối với biểu thức có dấu ngoặc, mình thấy là nếu mà biểu thức có dấu ngoặc tròn, dấu ngoặc vuông hoặc là dấu ngoặc nhỏ, ta sẽ thực hiện phép tính theo dấu ngoặc tròn trước, giờ tới ngoặc vuông, giờ mới cuối cùng sẽ là ngoặc nhỏ, đúng không? Nhưng mà sẽ nhớ là theo thứ tự là tròn, vuông, nhỏ nha. Giờ như vậy là đó là kiến thức lý thôi, lý thuyết mình cần nhớ nha. Bây giờ mình sẽ qua phần bài tập mẫu. Người ta sẽ làm mẫu cho mình một số bài tập. Giờ sau đó mình sẽ có một số bài mình sẽ tự làm. Giờ bài tập mẫu câu số 1 tính. Câu A là 2 lý thừa 11 chia cho mẫu nhân ngoặc nhỏ 1026 trừ cho mặt vuông ngoặc tròn 3 lý thừa 4 cộng 1 tất cả chia 41. Như vậy mình thấy là trong cái biểu thức này có ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhỏ thì mình nhớ là thực hiện trong phép ngoặc tròn trước. Trong ngoặc tròn này mình thấy có lý thừa mình sẽ nâng lý thừa trước. Như vậy 3 lý thừa 4 là bằng bao nhiêu? 3 lý thừa 4 có nghĩa là 4 xoay nhân nhau chính là 81. Như vậy 81 cộng 1 giờ những cái này, kia những số còn lại thì mình sẽ viết lại thôi vì mình chưa tính tới, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc tròn 81 cộng 1 sẽ là 82. Giờ mấy số kia mình viết lại. Giờ sau khi tính ngoặc tròn xong mình sẽ tính phần ngoặc nhỏ. 82 chia 41 được ha. Đúng không? Giờ những số kia mình được lại. Giờ cuối cùng mình sẽ tính dấu ngoặc nhỏ. 1026 trừ 2 chính là 1024. Giờ mình lấy số này chia này bằng 2. Như kết quả cuối cùng sẽ là số 2. Mình nhớ là làm đúng theo thứ tự là được nha. Có nghĩa là ngoặc tròn trước vuông giờ tới nhỏ. Giờ tiếp theo là câu B. Giờ mình sẽ nhìn biểu thức. Thì mình thấy là trong biểu thức này sẽ có hai cái mặt nhọn tròn, đúng không? Trong mặt tròn này sẽ có lý thừa, đúng không? Còn bên trong mặt tròn này thì chỉ nhân trừ thôi. Như vậy là mình trong mặt tròn này mình sẽ nâng lý thừa lên. 3 lý thừa 5 có nghĩa là 5 số 3 nhân nhau là 247. Cộng 13 viết lại chia 4 này lý thừa mình sẽ nâng lý thừa luôn. 4 lý thừa 4 có nghĩa là 4 số 4 nhân nhau, đúng không? 4 x 4 là 16, 16 x 16 là 256. Giờ ở đây mình có trong ngoặc này thì mình có phép nhân phép trừ thì mình lấy máy tính mình bấm luôn 2020 nhân 2021 trừ cho 4.082.419 kết quả sẽ là số 1, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc tròn, mình sẽ lấy 243 cộng 13 sẽ là 256. Rồi, cái này mình sẽ viết lại, đúng không? 256 chia 256 sẽ được 1. Mình thấy là ở tới bước này mình thấy là có phép chia phép nhân thì mình cứ việc thực hiện từ trái qua phải, đúng không? Mình sẽ thực hiện phép chia trước. 256 chia 256 được 1, 1 x 1 vẫn là 1. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là số 1, đúng không? Giờ như vậy mình xong bài tập mẫu số 1, mình sẽ qua tiếp bài số 2. Tiếp theo là bài số 2 tìm x, tìm số tự nhiên x biết. Giờ mình sẽ xem câu A trước nhé. Mình sẽ xem biểu thức của câu A. Như vậy mình thấy đây là có 3 dấu ngoặc tròn, 1 vòng, đúng không? Trong dấu ngoặc tròn này mình sẽ có lý thừa, đúng không? Có dấu nhân, phép cộng thì mình nhớ là mình sẽ đang lý thừa trước. Giờ nhân ở đây, giờ cộng lại, kết quả sẽ là 4 chữ. Ở đây chỉ có số không, mình có thể bấm máy cho ra kết quả luôn cũng được. Còn ở đây 4 nhân cho 10 thứ 3, mình nhớ là 10 thứ 3 chính là bao nhiêu? Chính là 1.000,
4 nhân cho 1.000 là 4.000, đúng không? Giờ bình phương viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ, ở đây là phép nhân chuyển quy thành phép chia, đúng không? Như vậy là 4.000 bình phương, có nghĩa là 16 triệu. Nhân cho 4 triệu này mình chuyển quy thành chia 4 triệu. Giờ 5 biết trừ 6 mình sẽ viết lại. Giờ 16 triệu chia cho 4 triệu sẽ được 4. Giờ cái này mình viết lại. Giờ trừ 6 mình chuyển quy thành cộng 6. 4 cộng 6 là 10. Mình sẽ viết số 10 luôn. Cái số nào nhận được mình nhận được luôn. Mình sẽ nhận luôn. Không cần viết thêm một bước cho mất thời gian, đúng không? Giờ 5x bằng 10. Mình hiểu là 5x sẽ là 5 nhân x nha. Như vậy nhân chuyển quy thành chia. Như vậy x sẽ bằng 10 chia 5. 10 chia 5 bằng 2. Nên mình sẽ ghi số 2 luôn. Chỗ nào nhận được mình sẽ nhận luôn nha. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ x bằng 2 nha, đúng không? Ở bước này mình thấy là lý thừa cộng nhân này, mình có thể bấm máy cho nó nhanh nha. Giờ như mình xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B nha. Mình nhớ là làm theo trình tự, đúng không? Thì kết quả sẽ đúng nha, đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. Như vậy câu B này mình thấy là có mặt tròn, mặt vuông nữa, đúng không? Như mình nhớ là trong mặt vuông có mặt tròn thì mình sẽ tính trong dấu mặt tròn này trước nhé. Giờ bên đây cũng dấu mặt tròn, như vậy là hai cái bên đây nó độc lập với nhau thì mình có thể thực hiện đồng thời hai bên cùng lúc. Như vậy là 23.545 trừ cho 7 lượt hơn 5. 7 lượt hơn 5 thì mình bấm máy tính ra, thực hiện phép trừ ra kết quả luôn, đúng không? Cái nào số nào tính dễ mình tính ra luôn, đúng không? Giờ x mình sẽ viết lại, chia viết lại. Giờ trong dấu mặt vuông này thì mình thấy là có mặt tròn, nên mình sẽ tính mặt tròn trước. 8 lý thừa 4, trừ cho 4 nhân cho 10 lý 3, nên mình bấm máy ra kết quả luôn nha, là 96 bình phương viết lại. Giờ trừ 2.478 viết lại, bằng 1 viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ bấm máy cho cái mặt vuông này ra kết quả luôn. 96 bình phương trừ cho 2.478 kết quả sẽ là 6.738. Đúng không? Bấm máy cho nhanh nha. Giờ cái này mình viết lại bằng 1 viết lại. Giờ như mình thấy là mình nhớ là chia sẽ chuyển quy thành nhân, đúng không? Như vậy là 6.738 x viết lại, chia chuyển quy thành nhân, 1 nhân cho 6.738 chính là 6.738. Giờ mình hiểu ở đây là phép nhân chuyển quy thành chia, hai số giống nhau chia nhau sẽ bằng 1. Như vậy kết quả cuối cùng x bằng 1 nha. Giờ tiếp theo là bài số 3, tính và sắp xếp theo hình tháp từ trên xuống dưới lần lượt kết quả bình phương của các số xem có gì đặc biệt. Như vậy mình sẽ tính lần lượt là 1 bình phương, 11 bình phương, 3 số 1 bình phương, 4 số 1 bình phương, 5 số 1 bình phương, 6 số 1 bình phương, 7 số 1 bình phương, 8 số 1 bình phương và 9 số 1 bình phương. Như vậy 1 bình phương sẽ là 11, còn 11 bình phương sẽ là 121, 3 số 1 bình phương sẽ là 12321. Đúng không? Mình cứ bực tính. Giờ mình thấy là nó có số này là vậy. Cái khác này có gì đặc biệt không? Mình thấy nè, từ trên xuống nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đúng không? Như vậy là số ở giữa sẽ tăng dần, đúng không? Còn hai bên thì nó sẽ giảm dần, đúng không? Giảm dần về hai bên. 3 hay là 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, đúng không? Như vậy là mình sẽ có kết luận là kết quả đặc biệt ở chỗ các chữ số đứng ở chính giữa lần lượt từ trên xuống là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Từ chữ số đứng chính giữa, các chữ số sẽ giảm dần về hai phía và mỗi lần giảm một đơn vị. Giờ như mình xong bài số 3, mình sẽ qua tiếp bài số 4. Ở đây người ta làm mẫu cho mình nha. Sau khi mình xem bài mẫu xong, mình sẽ tự làm những bài tập phía dưới nha. Tiếp theo là bài số 4, tìm số chưa biết. Mình sẽ tìm câu A trước. 5A cộng cho 335, tất cả chia 2 bằng 400. Như vậy mình nhớ ở đây chia sẽ chuyển quy thành nhân. Đúng không? Như vậy là 5A cộng 335 viết lại, dấu bằng viết lại, chia chuyển quy thành nhân, 400 nhân 2 là 800. Đúng không? Mình sẽ nhận luôn, cái nào nhận được mình nhận luôn, mà không cần ghi thêm một bước cho mắc công. Đúng không? Giờ như vậy ở đây mình thấy là cộng chuyển quy thành trừ. Như vậy 5A sẽ bằng 800 trừ cho 335, kết quả là 460.
đúng, nhận được nhận luôn nha. Giờ 5A sẽ bằng 465. Như giờ 5A thì mình hiểu là 5 nhân A nha. Như giờ nha, chuyển với hàm chia. Như A sẽ bằng 465 chia 5. 465 chia 5 mình nhận được là 93. Giờ như giờ là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Đúng không? Cái bước nào mình nhận được thì mình nhận cho nó nha. Mà không cần viết thêm bước cho mất thời gian. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua câu B. Giờ mình sẽ xem kỹ cái đề nha. 63 chia cho mở ngoặc 5m cộng 4 đóng ngoặc bằng 2 lý thừa 3 trừ 1. Đúng không? Như mình sẽ tính bên phải trước. 2 lý thừa 3 là 8, trừ 1 là 7. Viết số 7 được. Giờ như vậy là mình sẽ có là 63 chia cho 5m cộng 4 bằng 7. Như mình thấy là 63 sẽ là số bị chia. Còn 5m cộng 4 thì chính là số chia. Và 7 chính là khương. Như vậy mình muốn tìm số chia, đúng không? Thì mình sẽ lấy số bị chia cho khương. Như vậy có nghĩa là 5m cộng 4 sẽ bằng 63 chia 7. 63 chia 7 bằng 9, vì số 9 luôn, đúng không? Giờ như là 5m cộng 4 bằng 9, như vậy là cộng 4 chia với thành trừ 4. À, 9 trừ 4 được 5, quý số 5 luôn, đúng không? Giờ 5m bằng 5. 5m có nghĩa là 5 nhân m, như vậy là nhân chỉ với thành chia. Như vậy m sẽ bằng 5 chia 5 bằng 1. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 1. À, cái chỗ này mình nhận được, mình nhận được cho nó nhanh đó này. Như vậy là mình xong bài tập mẫu, mình sẽ qua tiếp bài tập tự làm nhé. Giờ tiếp theo là phần C, phần bài tập tự làm. Câu số 1 thực hiện các phép tính nhé. Giờ hãy sẽ bắt đầu làm câu số 1 này nhé. Sau khi xem cái bài tập mẫu thì mình sẽ có kinh nghiệm để làm bài, nên mình sẽ làm được cái bài tập phía dưới này, đúng không? Mình sẽ viết lại cái đề nhé. 37 cộng 13 chia 5 trừ 45 chia 5 nhân bằng 7. Giờ như vậy là mình thấy là trong biểu thức này sẽ có ngoặc tròn và vuông ngoặc tròn. Như vậy mình nhớ là mình sẽ tính trong ngoặc tròn, đúng không chứ? Như vậy là mình sẽ viết lại ngoặc nhỏ, ngoặc vuông, đúng không? Như vậy là mình sẽ 37 cộng 13 bằng bao nhiêu? 37 cộng 13 thì sẽ bằng 50, đúng không? Cái số nào nhận được thì mình cứ việc nhận cho nó nhanh. Chia 5 viết lại. Giờ dấu trừ viết lại. Giờ 45 mà chia cho 5 thì bằng bao nhiêu? 45 chia 5 thì bằng 9, đúng không? Nên mình sẽ viết số 9 luôn. Giờ nhân 7 viết lại. Giờ tiếp theo bạn. Giờ như vậy là 50 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 50 chia 5 thì sẽ 1, đúng không? Trừ 9 viết lại. Giờ nhân bằng. Giờ như vậy là 10 trừ 9 thì được 1. 1 nhân 7 là 7. Như vậy kết quả sẽ là số 7. Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B mình sẽ viết lại cái đề chứ. Như vậy là 6 bình phương nhân cho 10 chia cho ngoặc nhỏ 780 chia cho ngoặc vuông 10 lý thừa 3 trừ ngoặc tròn 2 nhân cho 5 lý thừa 3 cộng cho 35 nhân cho 14, đúng không? Vì mình sẽ có ngoặc tròn và vuông ngoặc nhỏ thì mình nhớ là mình sẽ tính trong ngoặc tròn chứ, đúng không? Giờ như mình sẽ viết lại những cái gì mình chưa tính, mình sẽ viết lại. Giờ như là 6 bình phương. 6 bình phương bằng 36, đúng không? Nhân 10 viết lại. Dấu chia viết lại. Giờ ngoặc nhỏ viết lại, đúng không? 780 viết lại, dấu chia viết lại. Giờ ở đây ngoặc vuông viết lại. Như vậy là 10 lý thừa 3 thì bằng bao nhiêu?
10 lý thứ 3 thì chính là 1 nghịch, đúng không? Dấu trừ lại. Giờ bây giờ mình sẽ tính trong dấu ngoặc nhọn nha. Như vậy là trong dấu ngoặc nhọn này thì mình thấy là có lý thừa đúng không? Như vậy mình tính ở đây nha. 5 lý thừa 3 có nghĩa là 5 x 5 x 5. 5 x 5 là 25. 25 x 5 sẽ là 125. 125 x 2 là 250. Đúng không? Giờ tiếp theo là 35 x cho 14. 35 x 14 thì bằng bao nhiêu? Là 490. Đúng không? Giờ xứng dần mà sẽ viết tiếp. Giờ như là 36 nhân 10 viết lại. Giờ cái nào mình chưa tính thì mình cứ viết lại nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính trong dấu ngoặc vuông nha. Như vậy mình sẽ lấy cái này trừ cái này luôn. Như là tính ngoặc tròn trước. Như vậy là 250 cộng cho 490 thì sẽ bằng là 740. Giờ mình sẽ lấy 1000 trừ cho 740 chút, đúng không? Thì sẽ là 260. Đúng không? Giờ tiếp theo 36 giống nha, 10 viết lại. Giờ 780 chia 260 thì bằng bao nhiêu? Mình sẽ lấy máy tính bấm cho nó nhanh, đúng không? 780 mà chia cho 260 thì sẽ bằng là 3. Giờ như vậy mình sẽ kết quả luôn. 36 x 10 chia 3. 36 x 10 thì sẽ là 360. 360 chia 3 là 120. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 120, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như khách để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2 tính nhanh. Giờ như vậy mình sẽ tính nhanh câu số 2 nha. Giờ mình sẽ viết lại cái đề chứ. Như vậy là 43 bình phương cộng cho 43 nhân cho 57. Mình ở đây mình thấy là 43 bình phương chính là 43 nhân 47, đúng không? Còn đây là 43 nhân cho 57. Như mình thấy là có 43 dấu nhân giống nhau. Mình sẽ giúp 43 gia làm nhân tử chung, đúng không? Như vậy ở đây 43 bình phương giúp 43 còn lại 47, dấu cộng một lại. Ở đây giúp 43 còn lại là 57, đúng không? Như vậy là 43 dấu nhân viết lại. 43 cộng 57 thì bằng bao nhiêu? Bằng 100, đúng không? Giờ 43 nhân 100 chính là 4300. Như vậy mình xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B, đúng không? Tính như vậy rất là nhanh. Người ta kêu mình tính nhanh mình phải tính cho nhanh nhé. Tiếp theo là câu B, 59 bình phương trừ cho 59 nhân cho 19, đúng không? Giờ như mình thấy là 59 bình phương chính là 59 nhân 59, đúng không? Đây cũng có 59 nhưng mà sẽ giúp 59 gia làm nhân tử chung, đúng không? Giờ ở đây 59 bình phương giúp 59 vẫn còn 59, dấu trừ viết lại. Ở đây mình giúp 59 còn lại 19, đúng không? Giờ 59 dấu nhân viết lại. 59 trừ 19 thì bằng bao nhiêu? Bằng 40, đúng không? Giờ 59 nhân 40 bằng bao nhiêu thì mình phải tính cho bằng cho nó nhanh. 59 nhân 40. Kết quả là 2360. Giờ như mình xong câu B mình sẽ bắt tiếp câu C. Giờ câu C mình cũng viết lại cái đề 119 nhân cho 3 lý thừa 4 cộng cho 81. Như vậy 119 mình sẽ viết lại. Mình sẽ nâng lý thừa lên. 3 lý thừa 4 là bao nhiêu? Như vậy 3 x 3 là 9. 9 x 9 là 81. Như vậy 3 lý thừa 4 cũng là 81. Đúng không? Giờ mình thấy là ở đây là 119 nhân cho 81. Ở đây 81 mình sẽ hiểu là 81 x 1. Như mình thấy có 81 giống nhau mình sẽ giúp 81 gia làm nhân tử chung. Đúng không? Như vậy bên đây giúp 81 còn lại 119. Ở đây giúp 81 thì sẽ còn số 1. Đúng không? Như vậy 81 giống nhau viết lại.
119 cộng 1 bằng bao nhiêu? 120. Giờ 81 nhân 120 bằng bao nhiêu? Mình sẽ mới tính dần bằng. Như vậy kết quả là 9.720. Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài hết chưa nè? Cái này cũng dễ đúng không? Giờ nếu các em hiểu bài hết mình sẽ qua tiếp câu số 3 nha. Giờ tiếp theo là câu số 3, tìm số tự nhiên x biết. Giờ mình sẽ viết lại cái đề dùng dạng nha. Mình sẽ làm câu A. Như vậy là 24 nhân cho x trừ 16 bằng 12 bình phương. Giờ xuống dập. Như vậy là 24 nhân 2 quý chán mình sẽ viết lại nha, mình sẽ tính với phải chứ. Như vậy 12 bình phương sẽ là bao nhiêu? 12 bình phương có nghĩa là 12 nhân cho 12. 12 nhân cho 12 là 144, đúng không? Giờ xuống dập. Giờ như vậy là x trừ 16 mình sẽ viết lại. Giờ như vậy 144 mình sẽ viết lại. Đúng không? Như vậy là bên đây là nhân 24 thì mình sẽ chuyển với thành chia 24. Đúng không? Như vậy là 144 chia 24 bằng bao nhiêu thì mình sẽ lấy máy tính cho mình tính. Đúng không? Như vậy là 144 chia 24 thì sẽ bằng sao? Giờ như vậy kết quả số 6 chỗ này mình sẽ ra số 6 luôn mà không cần biết thêm một bước cho mắc thời gian. Đúng không? Giờ xuống dòng x sẽ bằng. Giờ như vậy là trừ chuyển với thành cộng. Như vậy x sẽ bằng 6 cộng 16. 6 cộng 16 là 22. Mình sẽ ra 22 luôn mà không cần biết một bước cho mất thời gian. Đúng không? Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ mình sẽ làm câu B. Giờ mình cũng biết là cái đề chứ. Như là x bình phương trừ 10 chia 5 bằng 7. Như vậy là x bình phương trừ 10 mình sẽ viết lại. Đúng không? Giờ như vậy là ở đây là chia chuyển với thành nhân, đúng không? Như vậy sẽ bằng 3 nhân 5. 3 nhân 5 là 15, đúng không? Giờ xuống dần. X bình phương sẽ bằng. Như vậy mình nhớ là trừ chuyển với thành cộng, 15 cộng 10 sẽ là 25, đúng không? Giờ như là x bình phương bằng 25 thì x sẽ bằng bao nhiêu? Số nào bình phương lên thì sẽ bằng 25, chính là số 5, đúng không? 5 bình phương sẽ là 25. Như vậy kết quả cuối cùng x sẽ bằng 5 nhé. Giờ như mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn học sinh nhé. Mình sẽ tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4, mình sẽ không thực hiện phép tính. Hãy cho biết kết quả của giải tính sao của tận cùng với là chữ số bông, chữ số này. Như vậy ở đây mình sẽ có một phép tính, nhưng mà mình không thực hiện phép tính. Mình sẽ làm thế nào để mình biết được chữ số tận cùng của kết quả là bao nhiêu? Đúng. Giờ hãy sẽ làm câu số 4 nhé. Các em suy nghĩ xem có cách nào mình muốn mình biết chữ số tận cùng của kết quả là bao nhiêu thôi, chứ không cần biết kết quả. Như vậy ta chỉ cần thực hiện phép tính. Với chữ số tận cùng có mỗi số
trong dạng phép tính, đúng không? Dạ ta còn như vừa thay vì mình phải tính hết nguyên số thì mình lấy chữ số tận cùng, có nghĩa là chữ số hàng đơn vị do mình tính thôi, là mình biết được là kết quả sẽ có chữ số tận cùng là bao nhiêu, đúng không? Như mình ở đây là 2021 mình sẽ lấy số 1 như thôi, đúng không? Giờ bên đây thì 2022 mình lấy số 2 thôi. Tương tự mấy số kia cũng vậy, mình cứ lấy hàng đơn vị như mình tính mà không, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính xem kết quả này bằng bao nhiêu là mình biết nhé. Giờ các em lấy máy tính cho mình bấm xem bằng bao nhiêu nhé. Như vậy kết quả sẽ là 15.144. Như vậy là kết quả chữ số tận cùng là số 4, đúng không? Do đó kết quả của phép tính ban đầu có chữ số tận cùng đúng không? Giờ như là mình xong câu số 4 nhé. Giờ như mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng vừa thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.